Vậy này, cha nói lại với anh chị một lần nữa, về cái chuyện mà bệnh nhân về đây, anh chị em mà không về khám bệnh được thì đừng làm khó cha, tội nghiệp cha. Có những người về đây khám bệnh không được là đứng mà lộ nói là ông là ông cha mà ông không từ bi, ông không mát ái, ông không cứu tôi. Bây giờ cha nói anh chị em nghe nè, ở nước Việt Nam mình có hàng trăm cái bệnh viện, có hàng trăm cái bệnh viện mà không có cái bệnh viện nào mà không đầy người đưa bệnh mình. Bệnh viện nào cũng đầy ắp người bệnh trong đó, có khi một giường hai bệnh nhân nằm, đúng không? Có khi một giường hai bệnh nhân nằm mà có khi một giường ba bệnh nhân nằm dưới đất đó. Vậy thì tất cả các bệnh viện ở trên đất nước Việt Nam này không chữa trị được bệnh ung thư. Bây giờ có một chỗ của cha chữa trị được bệnh ung thư, trả về với một con người không bệnh ung thư, mà nếu mà cha cho về thì nó tự do là cho người ta lại cho tốt luôn, không bao giờ chữa nổi hết. Việt Nam mình đến năm 2020 là cái mức báo động ung thư là khoảng 1/3 mức báo động ung thư của các nhà khoa học trên thế giới đã thích thích. Vậy thì anh chị em nghĩ coi, 96 triệu dân bị ung thư như vậy là ai mà chữa cho nổi? Không chữa nổi. Vậy thì nếu mà nói không chữa nổi thì cha cũng phải chữa chứ, cha làm sao? Vậy thì bây giờ cha phải nhờ tất cả các người có phụ trách đó, như là bên đạo Công giáo thì có linh mục, có cha xứ dẫn con chiên về để nó có thứ tự cho cha chữa bệnh mình. Còn bên Phật giáo thì phải có sư trụ trì dẫn về để có thứ tự cho cha chữa bệnh mình. Bên không tôn giáo có chính quyền chữ thập đỏ dẫn về có thứ tự cho cha chữa bệnh mình. Vì cha đã nói nuôi một người ung thư từ 3 tháng trở lên, nếu mà nói mà chăm sóc cho một người ung thư thì phải chăm sóc bằng cái mức lương của thủ tướng, chứ không bằng mức lương của một người bình thường. Bởi vì người ta ngồi cái gì là không có cách đó. Đó là gọi là chăm sóc cho một người bị ung thư. Còn nuôi một người ung thư là nuôi y như một em bé mới sinh ra từ trong bụng mẹ. Khi người ta ung thư rồi là tất cả các cơ quan nội tạng, lục phủ ngũ tạng nó ngủ hết, nó hầu như là nó đã thua hết rồi. Tim gan phèo phổi ruột hơi thở gì, tất cả nó đã bắt đầu trở về số không, tức là nó chuẩn bị nó chết. Vậy thì anh chị em phải kéo nó trở lại một con người sống bình thường, nó giống như là mình nuôi một cái bào thai trong bụng vậy đó, nó khó như vậy đó anh chị. Vậy thì nếu mà ta mà không nhờ các cha dẫn về, các sư dẫn về hay là chính quyền dẫn về mà về một cách tự do như vậy thì cha bảo đảm với anh chị em chỗ này mấy chỗ chứa mà rồi cũng không ai chữa nổi luôn. Ở đây mà chứa 100 ca ung thư thì đó là con bỏ ăn, con ngáp ngáp, con trợn trầm, con đau, con nhức, con nghỉ không ra, con đái không được, rồi cha sáng đêm cho như con rối luôn, không làm gì được. Cho nên tất cả các bệnh nhân phải đi về theo thứ tự, đặng cha sắp đặt cho từng người thì cha mới đủ khả năng chữa ung thư. Nhưng cái bản lĩnh cha chữa ung thư là số 1, ngon không? Bản lĩnh chữa ung thư là số 1, nghe kỹ à. Nhưng sức khỏe chữa ung thư là không tốt. Ung thư cha chữa như là trở bàn tay trắng, trở bàn tay đen, nó khó khăn, cha khẳng định cho anh chị. Bàn tay trắng đây, lật qua là đen, cha chữa ung thư như vậy đó. Nhưng mà nếu anh chị em về thì kiểu ào ạt, cha không chữa được. Phải về có thứ tự. Vậy những anh chị em nào mà về tới cổng mà cha không chữa, những anh chị em đó đừng bao giờ làm khó cha. Phải trở về với địa phương, năn nỉ địa phương, cha ơi cha dẫn con đi cha, con sắp chết. Ông chủ tịch ơi, ông dẫn con đi để con còn nuôi hai đứa nhỏ. Thầy ơi thì dẫn con đi để con còn lo cho mấy đứa con. Như vậy đến đây cha mới sắp đặt người đó ở đâu, nào uống thuốc gì, như thế nào. Cha dám bảo là đảm nhiệm cho anh, cha có bản lãnh lượng tư, cha dám tuyên bố trên thế giới này luôn, chứ không nói là tuyên bố ở đây. Cha tuyên bố trên thế giới này là cha có bản lãnh, không chế được thương, giết nó luôn, làm cho nó không còn thương. Mà thế giới không làm được, thế giới không làm được, mà cha làm được, cha làm có kết quả.
rõ ràng. Nhưng nếu mà về một cách ào ạt tấn công cha là cha chạy luôn cha không chịu. Làm quá cha vô đường sở là. Phải không? Nếu mà về có thứ tự thì cha sẽ chữa, mà nếu làm quá cha trốn. Cha vô đường cha ở rồi có kiếm cha không được thì đáng chịu. Thà để từ từ đi, chứ đâu có đâu mà về cái cổng này chữa không được là đứng chữa lâm sơn, cha không chịu. Cha khẳng định lại là cha là người mới cứu sống được con Thinh nè, cha khẳng định lại một lần nữa. Anh chị em hãy rửa tay nghe cho kỹ. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sẽ cứu bệnh ung thư như trở lòng bàn tay. Nghe kỹ chưa? Nhưng phải có thứ tự cho mới cứu được. Đâu có ồ ạt đi vô đây rồi cha sẽ cứu sao, cha không làm được. Cha không cứu được nữa vậy. Tất cả cha hay gì mắc bảo với những người có trách nhiệm, cha sở hay là sư trụ trì hay là chính quyền địa phương phải về có thứ tự cho mới cứu được. Còn nếu mà cái gan ồ ạt đạp cửa vô là cha lên núi cha ở. Mà khi cha lên núi ở rồi lúc đó leo lên núi kiếm cha khó dữ lắm. Kiếm được cha lên núi là cực dữ. Nha, phải để cho cha ở yên ở đây, cho tỉnh tu, cha suy gẫm, cha nghiên cứu cho bệnh của người đó nó đi đường nào, dừng lại chỗ nào, phát triển chỗ nào và khống chế chỗ nào. Khó lắm nghe anh chị em, nhưng mà cha đủ quan lắm cha làm. Cha làm như trở bàn tay, cha chữa ung thư như trở lòng bàn tay. Ngoại trừ anh về trễ quá, cha chữa không kịp. Hỏi chứ về tới là ngàn trước, ngàn sau chết rồi ai chữa được. Phải không? Chưa không? Vậy cha nói lời lần nữa, anh chị em về thông báo lại cho tất cả các linh mục quản sứ hoặc là sư trụ trì hay là chính quyền địa phương phải dẫn con về cha Tường mới chữa con. Tuy rằng cha Tường sẽ chữa cho con hết của nó, hoặc là nếu không hết thì con cũng có thể chết luôn tại nhà cha Tường. Nhưng cha nói thêm chỗ này, anh chị em về đây chữa ung thư là cha đã cùng đường rồi. Vậy anh chị em phải đặt niềm tin ở đây. Và anh chị em hãy nói với lòng mình, nếu tôi sống lại là tôi sẽ vui mừng hân hoan, tôi trở thành một con người mới, tôi sống cho xã hội, cho đời, cho vợ con, cho đất nước, cho sống riêng. Còn nếu tôi chết tại đây tôi vẫn hân hoan vui mừng tôi chết. Bởi vì nơi này là cái nơi không còn chỗ để mà tôi đi nữa. Trên đất nước Việt Nam này không còn chỗ để tôi đi. Kể cả trên đất nước Mỹ với anh chị em ung thư cũng phải về đây nè. Tất cả các quốc gia, 196 quốc gia, nếu ung thư phải về đây, cha bảo đảm vậy cha chữa nổi không? Vậy thì tất cả các em mà khi đã bệnh ung thư rồi thì phải về đây với một cái tâm tình, nếu tôi có chết tại đây tôi cũng vui mừng. Và nếu tôi chết tại đây mà xa quá không gặp được vợ được con, tôi xin cha cho tôi chôn luôn ở đây có đất thánh luôn. Liên hệ với chính nhiều là có chỗ chôn ngay cái khắc này, trong vòng 6 tiếng hồ sau là chôn. Ví dụ như vậy. Vậy thì anh chị em về đây chữa ung thư với một cái tâm tình là tôi sẽ trở thành một con người mới để tôi sống tốt hơn nếu tôi hết. Còn nếu tôi chết tôi vui vẻ mà tôi chết tại đây. Nó là như vậy. Và cha bảo đảm với anh chị em một câu cuối cùng, cha có bản lãnh chữa ung thư. Đó. Nó đã là chỗ đó. Hay là chỗ đó. Còn được một con cha đang chữa bệnh ung thư cho tôi. Vậy tôi phải ăn năn sám hối như thế nào? Tôi phải cầu xin Chúa như thế nào, tôi phải niệm Phật như thế nào, tôi phải sống tốt như thế nào để tôi được về đây cứu cái mạng của tôi. Mà nếu tôi về đây cứu cái mạng mà lỡ cứu không được rồi thì tôi cũng xin chấp nhận chết như vậy. Đó là tôi đi đến nơi cuối cùng. Còn làm quá là cha nói rồi đó nha. Nếu mà tấn công cha quá là cha lên núi cha ở là không có kiếm cha được nữa đó. Nghe kỹ cha nói không? Ai cũng tấn công cha, chữa cho con, chữa cho con, chữa cho con, rồi biết là cha chữa cho cha, chữa cho con được. Phải không? Tấn công cha má là cha lên đúng cha ở là thôi à, không kiếm được cha được ở đâu. Là mãi mãi không có làm gì được hết. Chứ vậy chính quyền địa phương đã mở ra một cái đường hướng mới cho cha, cho anh chị em là làm một cái căn phòng bằng nhà lá để cho anh chị em nghỉ ngơi. Cấp cứu anh chị em ở đó, chúng ta hãy vui mừng rồi, cứ yên lặng từ từ. Rồi để cha bàn bạc với chính quyền địa phương. Rồi cha mới tạo điều kiện cứu anh chị em. Không ai được tấn công cha thì cha mới vui vẻ, cha mạnh, cha làm. Còn tấn công quá, cha quá cái đầu cho nó nối lên, cha không còn suy nghĩ nữa.
rồi là tôi quên là cho mà uống thuốc đau bụng cho uống thuốc sổ chết luôn à. Ví dụ vậy đó, ung thư vú mà cho uống ung thư ruột già là chết luôn đó nha con. Không được, không được. Hoặc là ung thư tỵ mà cho uống ung thư gan là nồi cũng lộn đường luôn, đi lộn thuốc luôn. Vậy anh chị em hãy nhớ kỹ chỗ đó nha. Cuối cùng cha cũng rất là hân hoan vui mừng vì trung tuần tháng 8 chúng ta đã cho xuất viện 5 ca ung thư. Trung tuần tháng 9 chúng ta cho xuất viện 5 ca ung thư. Mùa giữa mùa thu tháng 10 chúng ta cho xuất viện 3 ca ung thư. Còn một ca mới là cha chánh xíu mới vừa dẫn cho em là cha chưa gặp bệnh nhân đó.